Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh nên dạy bảo, đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày. Tai thính tiếng mừng đường vua nên anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go. Thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tình tam độc quy tam bảo. Phần giới cấm chuyên trì chú đạo, dưng tận cùng công lễ vô minh. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh, con dâng lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng. Mười phương hiện thành mây bao kiên tường, chư phần rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn thân tiền chứng minh hương nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A La Hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời Phật, đại mộng kiền liên đại ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Những vị đại đệ tử thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây, quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác, cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời Phật, cõi nước Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mang Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lũng sâu
giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phong cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng ra nghiêm dường ấy lại nữa, xa lời phong cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng. Khổng tước anh và xa lợi ca lăng tận và công màng, những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần. Ma thanh đạo phần vân vân, chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, xá lời phận. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra, vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ, xa lời phận cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần, những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó, gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao, làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, xá lợi phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật A-di-đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A-la-hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biến được hàng Bồ-Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát
sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn. Phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó, xa lời phong nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sơ hộ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quan phân đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa số nhưng đứng phần như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Thương lưỡi rộng dài
dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đản ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà xa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa số những đức phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bân khả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức phật nói xa lời phân. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiên trừa phiền não trừa chúng sanh trước mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác.
Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này. Xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài Xa Lợi Phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại. Khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì và độ tất cả không chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sân tướng nhân ông tạm đó. Các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đao Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh trí
lần, thì cần chú đúng bần quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, làm thần chú chân như thuyết rằng, Ba li ba đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì lê lê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li ba đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế thì đại từ đại bi thương chúng sinh, đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chi tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua ninh anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện
chuyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyện xấu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình tam độc quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phố nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, những thế ngã đẳng giữa chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy màu trăm nghìn muôn kiếp hơn.
tìm câu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la hán, mỗi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên ma câu bà đã cho lời bàn đà và nán đàng. A nán đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma ha kiếp ma tân na bàn câu la nâu lầu đàm. Nhưng đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư lời Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càn Đa Đề Bồ Tát. Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo. Trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng. Vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng
đồng vàng. Bạc lưu lê pha lê xa cử xích châu, mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nướng của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân. Đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tận và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá Lợi Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá Lợi Phật cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xá Lợi Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá Lợi Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xá Lợi Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi số các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xá Lợi Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật.
Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời phân phần đó thành tựu không đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó xa lời phân nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi
Phải nên tin kinh sừng tán băng khả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng khó phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đức Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh sừng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sa hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phám trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sa hộ niệm này. Xa lời Phật thế Phạm âm Phật Tô Vương Phật Hương Thường Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Sơn Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm? Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đức Phật nói. Trả lời Phật nghe